Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu tới các bạn một mã sản phẩm bếp từ đơn đến từ thương hiệu Eragon. Đây là chiếc EUH110W. Thì ở dòng sản phẩm bếp từ đơn của Eragon sẽ có hai sản phẩm nha. Một mã màu trắng và một mã màu xám nha. Thì cái đuôi V kép này là màu trắng, còn cái đuôi G sẽ là màu xám các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn thấy được cái chiếc bếp từ đơn này. Về tổng quan thì mình đánh giá cái thiết kế của chiếc bếp từ đơn EUH110W này có thiết kế rất là đẹp các bạn. Ở đây là viền, chúng ta viền trắng sữa nha, một cái điểm nhấn rất là đẹp. Và cái thiết kế của dòng sản phẩm bếp từ đơn Eragon này rất là dày dặn này, rất dày dặn luôn, thì tản nhiệt sẽ rất là tốt. Ở phía dưới đây nhựa APS nha, nhựa APS nhựa rất tốt nha, chất liệu tốt luôn. Cái chiếc này sẽ có công suất Porter Power đây là 2000 nha, công suất sẽ lên đến 2000 nha, công suất rất là cao. Và thiết kế đẹp này, công suất cao, dày dặn, tản nhiệt sẽ tốt. Và nói về lịch sử một chút nhé, thì các sản phẩm của Eragon nhé, mình luôn thấy là đem lại cho chúng ta một cái chất lượng tốt, mình khẳng định luôn. Bởi vì là từ những cái sản phẩm như là những cái phụ kiện nhà bếp ấy, tay nâng hạ là Eragon làm rất là tốt này, những sản phẩm bếp từ đôi của Eragon chất lượng rất là tốt nha. Thì những cái bếp từ đơn này hoặc là tất cả những cái sản phẩm chậu được ấy nha, ví dụ như là Elox 304, nhưng mà cái 304 của Eragon là 304 thực. Bởi vì ở trên thị trường hiện nay ấy, sẽ có rất nhiều những cái hãng mà họ dập 304 nhưng thực chất là 201 đó. Cho nên các bạn lưu ý nha, thì với cái triết lý kinh doanh của Eragon thì mình đánh giá là hãng rất là chuẩn chỉ về cái chất lượng sản phẩm. Đây này, các bạn có là P này. Ở mức Porter này chúng ta sẽ có mức 9 nha. P9 nha. Thì E0 ở đây có nghĩa là chúng ta phải đặt nồi từ lên thì mới nhận nha. Đây đang báo là không nhận nồi từ này, báo tít tít này. B đây là Porter nha, tuy nhiên là chúng ta phải đặt cái nồi này lên. Đó, đặt nồi lên thì mới nhận. Còn đây là hẹn giờ. Đó, thì đơn giản vậy thôi này, tắt này. Đó, bật tắt các bạn này, ấn nút này. Và cái nút vặn này mình rất thích ở cái thiết kế này. Cái thiết kế này mình thấy nó rất sang và đẹp nha. Và rất gọn gàng. Đó. Sản phẩm thì sẽ được bảo hành 3 năm nha. Thực sự là đối với sản phẩm bếp từ đơn mà được bảo hành 3 năm ấy là một thời gian bảo hành rất là dài các bạn nha. Sản phẩm tốt thì sẽ yên tâm mà bảo hành dài. Đây là phiếu bảo hành của hãng đây. Rất là ok. Bảo hành 3 năm. Đây là sách hướng dẫn sử dụng các bạn nha. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng này. Đây, sách hướng dẫn sử dụng này. Các bạn quan tâm sản phẩm thì có thể liên hệ với bên mình qua hotline 0835333444. Hoặc là sẽ liên hệ trực tiếp ở phía dưới video này nha. Bên mình sẽ có đường link. Website liên hệ có thể là kitchenone.vn này. Các bạn liên hệ, bên mình sẽ giao hàng và thanh toán tận nơi trên toàn quốc nha. Sản phẩm chất lượng, công suất cao, hình thức đẹp và rất là bền bỉ. Không tội gì không mua các bạn nha. Mình xin giới thiệu thêm luôn là sẽ được tặng một bộ nồi đấy nha. Nồi đế rất là dày, nồi vung kính đế rất là dày nha, đi theo nha. Cho chúng ta hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm này cho mục đích sinh hoạt hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua những sản phẩm lần sau nha. Xin cảm ơn.